các bạn. Hôm nay thì cùng mình làm sữa đậu Hà Lan và cà rốt nhé. Đây là đậu Hà Lan này tự trồng được. Đây là hạt tươi mà cả bọn ăn đá hôm qua. Nghĩ là mình sẽ lâu lâu mình mới làm nên mình có bọn ăn đá. Còn chưa tan hết luôn. Thì mình có thêm ít cà rốt và đậu Hà Lan. Mình nấu và sẽ cho thêm một phần sữa. Ra thì cũng không có khoái sữa bò lắm nhưng mà biết sao ta. Vẫn cần phải. Chuột bạch thử cho các bạn xem sao nhé. Thank you.
luôn. Chắc sẽ có nhiều cách làm á, nhưng mà mình trước nay vẫn mình vẫn hay làm theo kiểu này. Và đường vị ý, mình thì đang muốn mập mập một chút nên mình sẽ bổ sung thêm sữa. Nếu bạn ăn chay thì có thể bỏ thêm ít đường. Các loại đường mình hay sử dụng ví dụ như là đường vàng mà, hoặc là xa xỉ hơn thì bạn có thể dùng đường thốt nốt. Cái loại đường đen á, đường trắng thì không thấy khoái lắm. Ok.